tu fanpage content giúp bạn giảm bớt nhân sự trong việc xây dựng nội dung fanpage, lên lịch nhanh chóng, tiện lợi, xây dựng và quản trị hàng loạt fanpage một cách dễ dàng. Hãy sở hữu nhiều fanpage để phục vụ cho việc kinh doanh và phát triển cộng đồng bằng cách sử dụng Auto Fanpage Content. Truy cập ngay website autofanpagecontent.com để nhận khuyến mại hấp dẫn ngay trong hôm nay. Vincommerce tiếp tục dẫn đầu top 10 công ty uy tín ngành bán lẻ năm 2019. Vincommerce với hệ thống hơn 2.500 siêu thị Vinmart và chuỗi cửa hàng Vinmart Plus đã tiếp tục giữ vị trí số 1 trong top 10 công ty uy tín ngành bán lẻ năm 2019 theo bình chọn của Vietnam Report. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp hệ thống bán lẻ của Vingroup giữ vững vị trí này. Giải thưởng uy tín trong ngành bán lẻ được công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam, Vietnam Report, phối hợp cùng với báo Vietnamnet trao cho Vincommerce vào chiều ngày 6 tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội. Đáng chú ý, ở kết quả bình chọn năm 2019, Vinmart và Vinmart Plus đều đạt các chỉ số ở mức cao nhất trong các tiêu chí đưa ra. Báo cáo của Vietnam Report nêu rằng, khảo sát người tiêu dùng và chuyên gia cho thấy Vinmart được đánh giá rất cao về sự đa dạng hàng hóa, chất lượng của sản phẩm và khâu hậu mãi chăm sóc khách hàng. Kết quả này tiếp tục khẳng định những nỗ lực không ngừng của Vinmart và Vinmart Plus trong thời gian vừa qua. Vinmart và Vinmart Plus đã liên tiếp triển khai hàng loạt các hoạt động để nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm cho người tiêu dùng, khẳng định vị thế tiên phong, dẫn đầu của mình như phối hợp với VinID ra mắt tính năng mua sắm Scan & Go, mua hàng từ xa, nhận hàng tại nhà, mở siêu thị ảo, ký kết với công ty XX Solution nhằm giải quyết mạng lưới chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn thế giới. Vinmart và Vinmart Plus đồng thời cũng liên tục mở rộng mạng lưới trên khắp cả nước thông qua việc mua bán sáp nhập và mở mới. Tính đến tháng 10 năm 2019, Vincommerce đã sở hữu hơn 122 siêu thị Vinmart và gần 2.500 cửa hàng Vinmart Plus tại 50 tỉnh thành trên toàn quốc, dẫn đầu thị trường về độ phủ. Ngay từ khi thành lập, Vinmart và Vinmart Plus luôn tích cực trong các hoạt động xã hội, cộng đồng, hưởng ứng các chương trình ủng hộ hàng Việt, bình ổn thị trường, các hoạt động khuyến mãi, giảm giá kích cầu, các chương trình giải cứu nông sản. Đặc biệt, chương trình bảo vệ môi trường chống rác thải nhựa Bà Sành phát động từ tháng 8 năm 2019 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người tiêu dùng, đặc biệt là các chuyên gia đánh giá cao giúp Vincommerce trở thành xuất sắc là đại diện duy nhất của Việt Nam được Liên đoàn các hiệp hội bán lẻ châu Á Thái Bình Dương trao giải thưởng Nhà bán lẻ xanh châu Á năm 2019. Trước đó, hệ thống bán lẻ của tập đoàn Vingroup cũng là doanh nghiệp bán lẻ đầu tiên và là đại diện duy nhất của Việt Nam được Enterprise Asia, tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á, trao tặng giải thưởng doanh nghiệp trách nhiệm châu Á năm 2019. Xuất hiện trên thị trường từ năm 2014 và gắn bó với đời sống hàng ngày của hàng triệu khách hàng, đến nay thương hiệu Vinmart and Vinmart Plus của tập đoàn Vingroup đã trở nên quen thuộc với mỗi người tiêu dùng Việt Nam, đáp ứng được hầu hết nhu cầu mua sắm, chi tiêu từ bình dân cho đến cao cấp. Sự phát triển thần tốc cùng với việc luôn cầu thị, lắng nghe khách hàng đã đưa hệ thống siêu thị, cửa hàng của Vincommerce tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị trường bán lẻ Việt Nam. Bảng xếp hạng top 10 công ty uy tín ngành bán lẻ là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report được công bố bắt đầu từ năm 2017 dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính, bao gồm: thứ nhất, năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất, bao gồm như tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn. Thứ hai, uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp media coding, mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng. Và thứ ba, khảo sát người tiêu dùng về mức độ nhận biết và sự hài lòng với các sản phẩm dịch vụ của công ty, khảo sát chuyên gia đánh giá vị thế của công ty trong ngành và khảo sát doanh nghiệp được thực hiện trong tháng 9 2019 về quy mô thị trường, lao động, vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động năm 2019. Dân trí.com.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đăng ký trải nghiệm miễn phí, lái thử xe VinFast, tư vấn các dòng xe VinFast Fadil, VinFast Lux A2.0, VinFast Lux S2.0, nắm bắt ngay cơ hội sở hữu chiếc VinFast ưu việt tại thời điểm mức giá và khuyến mãi tốt nhất. Link đăng ký nằm trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này.